Chào anh chị em, tối mười mấy ta, 19 19 tháng 5. Tối hôm nay như thường lệ cứ lên gặp anh chị em thôi. Còn có một điều em muốn nhắn nhủ anh chị em là em bán hàng ship toàn quốc nha anh chị em. Trong Nam và trong nước và ngoài nước em đều ship ship hết. Cho nên anh chị em nào có nhu cầu thì ưng cái mã nào khi em like video lên, ưng mã nào là gọi điện chốt ngay nha anh chị em. Số điện thoại của shop là 0911 337 139. Lưu ý giùm em là mỗi tối lúc 7 giờ đến 10 giờ đêm. Anh chị em xem và ưng cái mã nào gọi ngay lập tức gọi ngay. Chứ còn anh chị em mà chờ hết là hết đồ đấy. Rồi tối hôm nay hiệp 1 của ngày 19 thì em lên cho chị em một lô áo khoác. Ai mà cảm thấy có nhu cầu thì ủng hộ giùm em á. Đây là một con áo khoác silot. Silot nha anh em. Chất vải ni lông hay còn gọi là anh em đi mưa nhỏ được đấy. Còn mưa to là ướt à. Con này ba lớp nha anh em. Dày ba lớp có lót đi kèm. Con này lót lót này á, thì anh em có thể mở rời được. Đó, mở rời ra được ha. Còn không ấy thì mình mở ra ấy. Áo này là cái lô này là hàng của cảnh sát đấy. Cái tem của nó là tem Philos này. Màu xanh. Con này em đo chiều dài cho anh em nha, vì cái dòng Philos này thì con này dài áo 70. Dòng Philos mình không đo vai được. Ở bên cái hông của nó là có một cái dây kéo này. Nó trẻ nha anh em. Bữa hôm mà cái lô áo anh em còn nhớ này, lô áo mà em khui mà được một cái dao á, dao mà dao nhọn á, ôi em nhíp cái vải rồi, kéo bị nhíp vải rồi, rồi cái đấy để sau đi. Con này là 600.000 mã 70, cái tem của nó ở trong nha anh em, 600.000 mã 70. Anh em hết mùa đông là mình gỡ cái lót ra, còn giờ mình đi mưa hay đi ấy mình bận như vậy được. Áo còn 97% hả? Con này là 70 đến 75 kg. Áo này là bo. Ở dưới là có bo, bo gì chun à. Chốt cho em 700 ngàn. Anh em nào chốt thì chốt cho em 700 ngàn. Vậy con cho là cái số của con đi. À, 600 ngàn mã 70. Ở trong cái lót ở trong cũng có bo như kiểu một cái áo ấm này anh em. 600 ngàn mã 70. Áo bao đẹp cho anh em ha. Tiếp một con thứ hai, con này có cổ có lông nha anh em, nhưng mà lông này là anh em có thể mở rời ra được nếu không thích. Chất vải kaki màu đen. Chất vải kaki màu đen anh em. Con này có hai lớp à, con này hai lớp mỏng thôi. Con này US Mark in USA này, USA nha em. Size 42R. Là em nhầm hả? 42R. Con này dài 78. Dài 78, màu đen nha em. Ở đây có một túi, trên này một túi. Cái form này là cái thằng giống thằng Philos G8 luôn này. Có cái bả gối, bả sau vai. Áo đen đều nha anh em. Về giặt giùm em cái. Vì nhà bụi lắm cho nên là con này chiều dài chưa ta? Áo còn 97%. Trên cầu vai của nó thì có một cái cúc vàng. Con này cũng 600 ngàn mã 69 nha anh em. Mã 69. Em bật vào cho anh xem, em xem này. Cái lông này mình không thích nữa thì mình gỡ ra. Ở dưới để em quay ở dưới anh em có thể nhìn thấy rõ hơn ha. Đấy. Con này là 80 kg, 70 đến 80 kg là bận vừa form suông nha em. Form này bận cũng rất là bụi này. Form này bận rất là bụi nha em. Rồi ai chốt con này 600 ngàn. Mã 69. Mã 69.
Rồi tiếp một con Philos Alpha nha anh em. Philos Alpha. Alpha thì em có nói anh em rất là nhiều rồi ha. Nói rất là nhiều rồi ha. Con này ở trong này nó có bị dơ. Dơ cái cần cổ này này. Dây kéo nhôm. Alpha nha anh em. Alpha. Alpha trong này có tem, có tuổi đàng hoàng ha. Đó, tem này. Con này là size small. MA1. MA1 size small. Đo chiều dài của con áo cái đã ha. Dài áo con này là 63. Cái dòng thằng Alpha thì hôm lâu giờ giờ em nhắc lại nha. Cái thằng Alpha này là nhà máy của Alpha được đặt tại Trung Quốc. Dù có sản xuất cho Mỹ chăng nữa cũng là China gia công cho Mỹ. Y chang như mấy cái con mà mấy con áo mà hôm rồi em có nói mấy cái quần của chuẩn Mỹ nhưng mà China gia công ấy. Rồi, con này chỗ này nó bị dơ nha em. Về giặt cho em cái. Nói chung là mốc ấy. Cái này em để lâu ngày là nó mốc ấy. Đây cái bo của nó nha em. Bo ok ha. Thân đằng sau thì đẹp nhưng chỗ này nó bị lủng một lỗ này. À, anh hồi nãy chốt hỏi không phải lủng một lỗ nhỏ tâm nha em. Anh gì hồi nãy tính mua đầu tiên à? Cái phần này đằng trước nó dơ chút nha anh em. Về giặt giùm em cái. Anh gì trong Zalo, mở Zalo ra. Kêu thân coi. Ở đây có một vết dơ nữa này anh em, ở trên cầu vai này. Về giặt nha, anh em xử lý được thì xử lý giùm em ha. Anh gì anh bả. Không. Anh bả trung. Đó, cái này bẩn được hai mặt nha anh em. Mặt trong mặt ngoài. Cái này là hồi xưa anh em thấy hàng hồi xưa ông bà năm tâm mấy trước năm 75 là anh em hay chơi Philos lót cam. Con này thì tầm 70 kg. Ai chốt con này thì chấp nhận cái đồ dơ thì chốt giùm em nha. Em thử dây khóa này ok anh em. Con này là 600.000 mã 68. Tiếp một con Philos nữa nha anh em. Bữa nay cho anh em giảm mỡ luôn. Con này là Philos cũng lót cam vậy. Con này nhưng mà con này màu đẹp thôi. Báo cáo anh em con này màu đẹp thôi. Con này của Rocco này. Của hãng Rocco có chữ R đấy ha. Của hãng Rocco nha anh em. Không có tem mạc gì hết, được cái màu ô liu đẹp thôi. Ngoài ra không có được cái nét gì hết. Dài áo 71. Dài áo 71 nha anh em. Xanh ô liu này. Bo ok, ổn hết à. Bo đẹp. Con này đồ mới thì cao. Nhưng mà không phải của Mỹ nha anh em. Báo cáo anh em con này không phải của Mỹ. Con này của hãng Rocco là thường sản xuất cho Hàn Quốc, Trung Quốc. Rồi con này 500.000 mã 67 nha anh em. Cái màu của nó thì đẹp, màu nòng súng, màu xanh nòng súng. Con này anh em 90 kg, 80 đến 90 kg mới vừa. 80 đến 90 kg mới vừa. Ba viết lại dùm 500. Rồi em lên tiếp một con màu màu gì ta? Con này chất vải kaki này. Nhưng mà dây kéo nhôm à. Dây kéo nhôm. Ở trong này có cái lót đi kèm. Con này lót liền nhưng em không thể mở rời được. Con này cực dày á. Con này cái tem của nó là jacket. Anh em đọc cái chữ jacket này. Để em coi thằng này. Salad. Nó ghi tiếng Anh thôi chứ nó không có ghi chỉ có vậy thôi ha. Cái bo cổ thì ổn, nhưng mà cái màu á, do cái màu nó nhìn như vậy nha. Ai đứng tuổi bẩn con này này. Dài áo 65. Ai có tuổi là màu không màu mè, đơn giản. Con này đẹp. Áo thì rất là mới đấy. Những cái màu như vậy nhưng mà rất là mới nè. Mới nha anh em. Những cái bo là biết nha.
Rồi con này 700 ngàn mã 66 em coi bao nhiêu kilo hả? Anh em để ý giùm em chiều dài. Khi em đọc chiều dài là anh em biết được là mình dài tới đấy có vừa hay không. Dài tới đấy nhắm mình bệnh nó có ngắn hay không. Thì mình chấp nhận. Chấp nhận rồi hẳn chốt nha anh em. Chấp vải kaki đẹp nha em. À, con này là 75, 78. 75 đến 78 là đẹp, 70 đến 78. Cái màu này là đúng là các anh mà có tuổi bệnh rất là lịch sử luôn. Đấy, màu còn đẹp, áo còn đẹp. Em nhìn cái cổ của nó này. Tóc lùa xùa che không nhìn thấy được. Cái này là vải kaki đẹp luôn nha em. Kaki mịn luôn này. Kaki giống như kaki Brooklyn, giống như Brooklyn đó. Rồi, chốt con này thì chốt giùm em à. 700 ngàn. Mã 66. Tiếp một con phi lốt nữa nha anh em. Lốt cam này, dây kéo nhôm. Mẹ đừng ơi, mẹ tấp ở đó. Chút nữa xếp, xếp. Chút nữa xếp ấy. Con này là MA1. Con này MA1 nha anh em. Xe lát. Cái tem ở bên túi tay trái, tay tay phải ha. Xe lát thì con này xịn này. Con này xịn này. Khi mà mình anh em nhìn thấy cái con xịn á là trên cái ái đó. À thình hả? À vậy short của ống rồi đó. Vậy để đó cho ống luôn đi. À cái con này là khi mình thấy cái con xịn là nó vừa có độ bóng vừa có độ rít khi mình cầm con áo về anh em này đó mình miết như vậy nó có độ hít độ rít của cái con áo còn áo mà loạt choạt thì vứt dài áo 65 nha anh em dài áo 65 cái bo của nó này dài áo 65 bữa nay không làm à cái bo áo anh em này. À, bò tua nha. Về là anh em phải chần ngay, níu cổ nó xuống đây và chần lại, không có là nó buông cái đường này, cái này gọi là móc len. Thì thông thường móc len mà để buông một chỉ rồi là nó đi đi tơ lưa hết. Đây nó bị lộ nổ hết cái bo rồi. Nói chung là anh em mà ngon nữa anh em mua một con áo khác lấy cái bo thay nguyên cái bo này luôn. Bữa nay khỏe bụng rồi à. Đó. Cái bo này anh em thay nguyên cặp bo cho nó đỉnh ha. Con này 700 ngàn mã 65 thôi. Con này 700 ngàn mã 65. Size lát là 85 kg. 85 kg. 85 90 cũng được chứ, 80 đến 90 kg. Bo à, con phi lốt xịn nha anh em. Chốt giùm em. Anh em mà chốt con này chốt giùm em là 700 mã 65. Tiếp một con này màu màu này cũng dễ thương này. Đây, tem một trong nha em. Dán luôn này, da có dán luôn. Con này của Alpha MA1. Con này X-Lat to hơn một nấc nữa. Anh em nào chưa đủ chốt con to này này. Con này dây kéo nhôm nha em. À, lót cam. Mà ngửi mùi nghẹt mũi luôn. Con này dài 70 ạ. Đời 79 hả? Không biết nữa. Con này bo ok nha em. Bo ổn luôn này. Bo ổn luôn ha. Con này bo rất là mướt này. Không có lỗi lầm gì hết. Anh em nào mà đi họp đi hành đi đi nơi mà nghiêm trang là bẩn con này bẩn hai mặt nhưng mà cái đầu bên trong này thì mất cái tay cầm thôi, mất cái tay cầm và bị bể này, còn cái bên ngoài này vẫn ok. Con này là phải 95 kg, con này 900 ngàn mã 64, MA1 với cái giá này thì em nói thiệt với anh em chứ giá này là giá bèo nhèo nhất rồi đó.
95 kg nha anh em, 95 kg rồi lên. Màu này rất là sang nha. Màu này có tuổi mình bận, con màu này rất là sang và nhìn nó sạch sẽ. Đó, dài 70 nha anh em. Có tuổi hay trẻ gì bận màu này là đã làm cho cái bận ở dưới quần màu tối, trên màu sáng là hơi bị đỉnh. Rồi, chốt cho em con này. 900 ngàn mã 64. Tiếp một con nữa nha. Con này nhỏ này. Hai con giống nhau. Mã 64 nha anh em. Con này thì cũng của hãng Alpha luôn này. Con này M1 size large, con này nhỏ hơn chút. Con kia 95, con này 85 kg trở lên. Con kia 95. Dài áo là 66, con kia dài 70 ha, vừa to và vừa dài. Bo anh em này. Con này nói chung là đẹp lắm, mướt. Chỉ có chút dơ ở đây thì anh em về giặt em cái. Đó, em miết cái là nó mất rồi này. Thấy không? Cái gì nó dính lên thôi. Rồi, mất. Cái dòng Philot xịn thì rất là dễ giặt. Đây có một vết dơ nữa này. Cái này nó cũng vuốt là mất luôn rồi. Cái này là cái gì nó dính lên luôn. Rồi, con này cũng lịch sự và đẹp luôn. Size nhỏ hơn một chút. Con này em bán 1 triệu mã 63. 85 kg trở lên nha anh em. 85 đến 95 à. Con kia 95 trở lên. À, con này 85. 85 đến 90. 80 đến 90. Con này 80 đến 90. Con kia là 95 kg trở lên. Nhưng mà nói anh em chứ con này size large cỡ 85 vẫn đẹp. Anh em mà thích bận phông rồng. Đúng không? Em có 55 kg này. Anh em chỉ lên được 80 nữa là hơi bị đỉnh rồi. 75 cũng được, cũng phải là 80. Con này 70 đẹp hơn. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Quên nó nhỏ hơn cái size thằng 165 một size. 165 lát là 8. Nó lát là 90 kg. 80 đến 90 kg. Còn thằng này là lớn nhất là 80 kg. Là 70 tới 80 kg. Đúng rồi. Lâu ngày không bán phi lốt quên rồi. Con này là 70 đến 80 kg. Còn con kia là 80 đến 90 kg. Cái con mà size X lát á. Rồi. Con này nữa nha anh em. Lâu ngày không bán phi lốt là bỏ ấy luôn. Con này của Alpha luôn, size large luôn nha anh em. Tem thì còn đầy đủ như thế này này, MA1 size large. Con này cũng 70 tới 80 kg rồi đấy. Màu này đẹp lắm này, màu này rất là đẹp. Dài áo 64 xanh đẹp luôn này. Cái bo của nó thì đó, con này xanh bóng luôn. Chỉ có một góc này này anh em này. Em dán để báo lỗi nha. Sau cái cùi tay á, sau cái cùi bắp á. Ở đây nó bị lủng một lỗ này anh em. Một lỗ bị móc nhỏ nhỏ à. Hôm nay bị trượt tay sao, ở đây bị sượt một phát này. Con này hơi bị đẹp. Màu từ cái màu tới cái áo, chất liệu của nó là rít rỗng luôn. Rồi. Ok. Con này là bận hai mặt nha anh em. Hả? Ngọc hả? Chưa lên hả? Đang lên hả? Vậy thì lên cái rần rần ấy. Hai mặt ok nha anh em. Con này 950 mã 62. Lấy đâu? À. Hồi sáng lấy kíp kia rồi hả? À, chơi luôn. Vậy lên ít con thôi. Rồi, con này là cứ 70-80 kg đi nha anh em. Con này màu đẹp, chỉ có bị một chút xíu xíu ở đây thôi. Rất là nhẹ nhàng đâu rồi. Đây, nằm ở dưới này nó cũng giấu cái áo mình không có nhìn thấy được. À, ông này là trượt hay sao đó? Trượt kiểu gì mà nó...
Nó sạch trước dưới này. Con này đẹp. À chốt con này, chốt cho em là 950.000 mã số 2 MA1, mà cái giá này em nói thiệt anh em chứ MA1 là 3 triệu đô. Tiếp một con rần ri nha anh em. Con này là rần ri gì đây không biết. Rần ri này dây keo đồng, nhưng ở trong có một cái lớp này nỉ này, lớp này nỉ lớp rời nha anh em. Về anh em chỉ anh em này, nếu như anh em không cần thiết vào mùa đông, bây giờ vào mùa hè, anh em chốt con này giùm em, cắt cái lót này quăng luôn, chơi một lớp bận mùa hè chạy đường mát ok không. Chất vải kaki này, áo thì rất là đẹp, mình cắt cái ruột vứt đi, khỏi cần mùa đông. Mùa đông chơi áo M65 cho nó ốc, còn anh em không thích thì cất vào mùa đông chơi. Con này dài áo là 70. Con này form của nó cũng form bo dông nha. Ở dưới này có cái bo cúc này. Con này em bán 500.000 mã 79. 500.000 mã 79. Anh em nghe em cắt con này là hơi bị đỉnh luôn. 70-75 kg là bần đẹp. Ở dưới này anh em thích đôn thì dịch cái nút này cho nó đôn cái bo này. Ở dưới này hai con áo này. Con này y chang cái con áo màu xanh hồi trưa em có like cho anh em đó. Ở ngay cái cúc này thì nó bị bay cái nút bấm, về mình dập lên một cái nút khác. 4 năm rưỡi họ chốt rồi, còn cái bộ bự nữa thôi anh ơi, được có một bộ duy nhất nữa thôi. Con này đẹp nè, 500.000 mã 79 nha anh em. Còn cái con này thì bị rách như thế này. Con này rất là bụi nha anh em ơi. Con này rất là bụi nha. Con này rất là gấu. Sim hả? Vú của thằng nào? Con này dài 75. Nhưng mà ở đằng sau con này rất là kaki, rất đẹp này. Nhưng mà tiếc có một cái lũng đây. Thì anh em lật cái ve cổ lại, vậy là nó che. Nhưng mà theo em nghĩ, nếu như áo mà đã tin như vậy rồi á, cái bệt này là bệt như bệt của Pháp này. Bệt này giống bệt của Anh hay của Pháp này? Ê, của Anh. Anh em có thể chơi một cái tem. Em có những cái loại tem khác, anh em mua rồi mai em sẽ bán tem cho anh chị em. Mình chơi một con tem, tem tròn hay tem gì nằm ngang đây này, là nó che cái vết lũng này. Tem bự luôn. Con này polo, của hãng polo này. Dài áo của nó là 75. Chất vải kaki dày nha anh em. Vai 49. Anh em nào, cái con này còn tem mạc. Con này rất là mới luôn. Còn tem mạc này, quá đỉnh luôn này anh em. Tiếc cái là nó bị rách, không biết bị con chuột hay con gì nó nhâm một phát đằng sau cổ thôi. Này rất là đẹp. Chất vải 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 thử ngang rất là đẹp luôn á. Anh em nào thích chơi con này, quất con này đi. Lên cái dàn tem đằng sau nữa là đỉnh luôn. Cúc này. Em bán cho anh chị em là 300 ngàn thôi, mã 78. 300 ngàn thôi nha. Con này thì dành cho anh em trẻ trẻ tuổi á, có nghĩa là thích thích ngầu ngầu, thích gấu gấu một chút. Rất là tin nha. Bụi không? Chơi cái dây dây gì đẹp 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 ra một chút nữa rất là gấu. Có nghĩa là phong cách nha anh em. May một cái tem ở sau bằng ngang luôn. Nếu mà có cái tem to chơi cái tem mà bắn từ cầu vai này nửa cầu vai bên kia luôn. Ở dưới này có hai cái túi như áo vest, ở trong bận một cái áo thun thun đẹp, thun body thôi. Quá đẹp con này, mà nó không ấy là em quất 600-700 con này rồi đó. Mà nó lủng một phát đây này. Hay em chơi, em nghĩ là ai mà có tem bự chơi một cái tem đô bự vậy luôn, may luôn cả cái phần này luôn. Nhưng mà không có, cho tem nhỏ thôi.
Rồi. Tiếp một con áo rần ri mà áo chui nha anh em. Con này chạy mát đường ok nhưng mà nó lại chui. Form chui, hàng chuẩn Mỹ ở trước này có một cái túi này. Túi này có dây kéo, coi có cái gì không nè. Đấy, trong này có cái túi không biết bỏ điện thoại hay là bỏ gì đây không biết. Con này chà bá nha em. To, dài. Áo áo rần ri chất vải chuẩn Mỹ nha anh em. Dài áo 80. Con này anh em phải 90 đến 100 kg mới vừa. Anh em mua về sửa lại thì được. Dài 7, bề ngang là 78. Con này là bẩn chui. Bẩn rất là mafia. Ai chốt con này 400 ngàn. Mã 77 ha. Áo rất là đẹp. Anh em mà thích form này á, mua về chỉ cần đạp sửa đơn giản thôi. Cái dòng này sửa rất là đơn giản à. Về mình kêu thợ nó đôn lại, đạp một đường. Em mà là thử may em nói con này em chỉ cần ba đường cắt là xong xẻng à. Vừa form ngay. Còn cái không có thời gian nói được nhưng mà không làm được. Có thời gian. Rồi tiếp một con flip màu đen đi nha. Đấy, con này hai lớp, hai ba lớp, ba lớp dày. Con này hàng của Mỹ CS nha anh em. Anh em nhìn cái tem này. CS. CS là size bé anh em ơi. Dài áo là 63. Này hơi bị đẹp luôn à. Pilot. Em nhòm này, đồng đen này. Con này đồ mới đang còn cao, rất là mướt sượt sượt, đẹp luôn. Con này em bận vừa mà hàng của Mỹ à. Con này em bán 700 ngàn mã 76. 700 ngàn mã 76. Con này em bận vừa ấy. Em 55 kg này. Con nên để lại không ta? Em chưa có con nào màu đen hết á. Màu trắng bữa hôm lượm được con. Đấy, em 55 kg là bẩn xịt rịt cái dòng bo này nó rất là chắc. Rồi, ai chốt con này thì chốt giùm em à. Nhíp cha vải rồi. Có khi nào nhíp bụng quét. Rồi, ai ưng con này thì chốt cho em mã 76, 700 nghìn. U ngủ quá anh em ơi. Tiếp một con phi lốt nữa nha anh em. Anh em đọc này. US Army Fox. Army Fox. US Army Fox nha anh em. Con này hai lớp thôi ạ. Con này hàng chuẩn. Hàng của. Con này. Hàng của nước nào ta? Này nó ghi ở đây US Army Force thôi. Con này không biết nước nào hết. Chỉ ghi US Army Force thôi. Là của Mỹ á. Nhưng mà dài áo thì 70. Chất vải gió mềm. Gió mềm nha anh em. Con này có hai lớp. Bo ok à. Con này em bán 600.000 mã 75. 600.000 mã 75. Con này bình bình nhìn nó nhẹ nhàng lắm. Nó nhẹ nhàng như voi đạp. Nhưng mà thật sự nhẹ nhàng nha. Con này 70 tới 78 kg là bình vừa. Có chiều cao này. Có chiều cao nha em. Tem một cái băng này. Cái băng này nè. Ba. Cái băng này là về may lên áo phi lốt này. Cái băng này anh em, có băng này rất là đắt này. Đấy cái băng da mà anh em mua con trực thăng à, con tàu hạm gì đó có một cái miếng nó để anh em dán vào á, nhưng mà con này lại màu đen mất rồi, nhưng mà nó may liền ha. Mấy anh em cứ bảo là cái bằng đấy cái tem ấy phải dán bằng con này 600 ngàn mã 75, dán tem cờ hay tem gì á. Rồi em lên một con pilot nữa, có hai cái tem vai nè.
con này lấy mấy cái tem này cũng đủ rồi, cần gì bán áo. Lấy mấy cái tem Philos này này. Con này cái cổ lông là đi liền nha anh em. Cổ lông đi liền chứ không có đi rời, ba lớp ấm à. Dài áo 78. Cái dòng này là mấy dòng của cảnh sát biển à. Đen xì xì. Ở dưới này có bo nha anh em. Đây một túi này. Con này hơi to chút, mới 500 ngàn mã 74. Con này rất là mới nha anh em. US này. US nha anh em, của Mỹ hết à. Con này 500 ngàn mã 76. Mấy dòng cảnh sát biển là nó đen xì xì à. Con này là 80 kg trở lên mới bằng vừa. 80 kg trở lên mới vừa. Rồi, ai chốt chốt giùm em. Chốt giùm em là 500 ngàn thôi. Mã 74. Tiếp một con màu à. Con này giống cái con Philos à, y hệt cái chất Philos mà của thằng Philos Hải quân á. Coi lách cái chỗ con đứng trước màn hình sao mẹ quay các bác thấy sau kìa. Chào các bác. Chào. Chào. Con chào các bác. Chào mẹ ngoan. Con không biết chào. Không biết chào thì con đi chỗ khác chơi. Con này giống y chang cái con Philos, Philos mà Philos Hải quân á, y chang con Philos Hải quân mà hồi em bán lâu lắm rồi không có hàng đây nữa. Lâu lắm lắm mà. Đây cái chất vải của nó anh em này. Đó, bo của nó nha. Úi giời ơi, dây kéo của nó nè. Anh em dòm dây kéo giống dây kéo talon luôn nè. Từ từ em sẽ nghiên cứu coi thằng này là thằng nào. Talon luôn anh em ơi, con này là dây kéo talon nè. Dây kéo talon là cái thằng M65 đời 67 anh em. Anh em còn nhớ cái con M65 mà dây kéo nhôm đời năm 67 anh em. Dây kéo đời năm 67 là mới có, mới mới có cái thằng dây kéo talon. À, con này nguyên cặp luôn nè. Trời ơi. Rồi nha. Đây, cái tem của nó đây anh em ơi. Mark in USA nè. New York nè. Ồ, đỉnh chưa? Đỉnh luôn. Vậy mới được chứ. Một cặp cái khóa này là đủ đá rồi, không cần biết. Con này chất vải này, nhìn cái chất vải là em nghi mà. Y chang cái con Philos của thằng Hải quân luôn. Ấy dạ, Santo hả? Điện thoại mà đòi Santo luôn này. Y chang con Philos, con này em kêu anh em đi mưa được luôn này. Con này đi mưa được luôn này anh em này. Để em lấy một chút nước thử à. Con này em đi mưa được á. Vì cái con mà áo đấy là áo đi tuyết. Cái con mà con hải quân kia, con áo hải quân kia là trước kia là anh em, nó là dành cho lính đi tuyết. Cho nên là con đấy người ta đi mưa, về đây người ta đi mưa được ấy. Em đổ nước vào anh em chờ em chút nha. Ta phải xem thử nó như thế nào chứ. Xem thử nó như thế nào ha. Anh em chịu khó chờ em chút nè. Đấy, nước của em đổ vào đây này. Nhưng mà tình hình là không không hề có hiện tượng gì ngấm anh em ơi. Không có ngấm luôn. Đây, em cho anh em xem này. Anh em xem này. Anh em xem này. Nó không có hiện tượng ngấm. Có ngấm ạ. Nó có vẻ có ngấm nhưng mà rất là nhẹ thôi chứ không không ấy. Ba ơi bắt điện thoại cái ba. Nó cũng có ngấm á. Nhưng mà giống như áo gọi là đi tuyết đi cho rồi đi. Rồi, em đo dài áo này. Dài áo 84. Dài áo 84 nha anh em. Áo thì ở trên nắp này á là đây là một cái lớp da nha anh em.
lớp da mình đưa tay mình lau này, em lau chút chỗ này là nó hết rồi này, không chỉ có vết tay này là nó đã ra rồi, thì mình về mình đưa đưa xăng xăng sen đa mình lau phát là nó ra hết sạch à. Áo thì rất là đẹp luôn, cái phần cổ này không có vỡ rời được ha. Rồi con này em bán giá là, con này sao không có mã ta, con này em bán cái cặp dây kéo này là đỉnh lắm rồi này. Giờ bán sao ta, cặp dây kéo đồng này, rồi bán 800 ngàn nha anh em, 800 ngàn không có mã luôn, khỏi chơi mã luôn, 800 ngàn. Rồi anh em bận đi mưa vẫn ok à, vì nó ba lớp lửng nên là nó chỉ nằm bên ngoài thì vừa ấm, áo vừa ấm. Con áo này thì anh em 70 đến 80 cân là vô tư. Con này chỗ này có cái gọng bằng da này anh em này, đây có một lớp gọng bằng da rất là cứng, rất là cứng luôn. Áo này đẹp quá. Ai chốt chốt giùm em là 800 nha, 800 hay 700 rồi này, em đọc 800 hay 700 ta. Em ghi lên cái này mà. Chốt mã vừa, chốt giá tiền cho mẹ mày, khỏi cần phải phải mã nữa. Rồi tiếp một con nữa nha. Con này con Philot. Em lên hai con nữa hết. Một con Philot. Con này của Alpha rồi. MA1. Con này của Alpha MA1 nha anh em. Size medium, con này nhỏ à. 60 con này 65 đến 75 kg. Dài áo là 65. Size medium kia là 70 tới 80 kg, con này là 70 kg. 73 kg vẫn được cái chứ. Rồi. Màu xanh xanh này nha anh em. Kéo này xanh này, kéo xanh gì, xanh đen à. Rồi bo của nó anh em này, có túi của nó ha. Áo xịn đàng hoàng á, hàng xịn đàng hoàng, nhưng mà bo này nó bị lủng mất rồi. Bo này về anh em thay một cái bo khác đi. Bo vẫn ok ấy, nhưng mà size nhỏ hiếm, bẩn hai mặt nha anh em. Con này 1 triệu à. Con này em bớt cái bo lại đi, chốt cho em 800 ngàn mã 72. 800 ngàn về anh em thay bo nha. 800 ngàn. Con này size nhỏ hiếm lắm này. Nhưng mà đáng lẽ nó mà không bị lủng cái bo thì em bán đấy. Còn cái bo này nó lủng thì em bớt. Bớt cho anh em lấy 800 ngàn mã 72. Size này cực hiếm. 70 kg nha anh em. 70 kg trở lại. 60 đến 70 kg là ok luôn. Có một con MA1 đó, đẹp. Bo này mình không ấy thì mình trần lại cũng được, cần gì thay. Nhưng mà chỗ này nó cũng bị lủng rồi này, thay cặp bo hết nhiêu đâu, thay bo mới cũng được. Bây giờ em nói thiệt anh em á, mua đồ M65 à, đồ Philot hầu hết bị người ta thay bo hết, không có con nào mà để rin nữa hết á. Không phải là ngoài em thì không thể nói được vì em không có thời gian mà thay đâu. Rồi tiếp một con này nữa nha anh em. Con này cũng cảnh sát luôn này. Ở bên này có một cái dây kéo bên hông à. Có đai đôn bên hông này. Con này ông này giữ trại, giữ gì có chìa khóa ta. Cái này là cái gì anh em này? Quên mất tên rồi. Cái này một cái tem cờ. Cái này là cái gì đó, dài 78. Hàng chuẩn Mỹ hết nha anh em. Đấy. Hàng chuẩn Mỹ hết nha. Con này rất là dày 3 lớp. Con này rất là dày 3 lớp. 700 ngàn mã 71. Một con cuối cùng này anh em. Phải nên còn một con nữa chứ. Hàng chuẩn Mỹ nha anh em. Con này cực dày luôn. Về quất hai cái tem này ra là được 100 ngàn rồi này. Con áo này là 70 đến 80 kg luôn. Đây có hai cái túi hả?
Hai cái túi đâu rồi? Túi đâu rồi? Đây. Bẩn con này nó ra vẻ cảnh sát ngay. Cảnh sát biển. Rồi chốt cho em 700 ngàn mã 71. Em có một con này cuối cùng này. Con này là Philot, Philot Alpha. Dây kéo này. Em dòm dây kéo, con này là hàng đố thử để coi anh em biết con này là hàng gì không ha. Anh em biết con này là hàng gì không? Con này của Alpha. Con này Alpha, cái tem của nó trong này anh em này, Salad Alpha. Nhưng mà cái lót trong thì màu xanh. Ngoài màu xanh, trong màu xanh. Dài áo của nó thì 65. Nhưng mà anh em nhìn cái chất liệu bên ngoài này. Anh em nhìn ở trong hình ảnh anh em vẫn thấy. Không phải không thấy đâu. Thông thường hồi nãy em có nói anh em là chất vải của nó rít. Rít nha. Và có độ bóng. Con này có cầu vai này. Con này có cầu vai này. Con này có cái đai này. Thông thường mà có đai này là con của L2B. Em đố anh em mà em nói thì cũng như nhau. L2B. L2B nha em. L2B này là L2B dừng lại chứ không phải L2B hàng chuẩn đâu. Cái này con này là con dừng lại. Anh em mà chơi cái dòng Philot. Philot là nhảy lên, Philot tàu hạm, Philot trực thăng, Philot cái gì MA1 Alpha rồi nhảy lên G8. Nhưng mà không thể bước qua được cái thằng MA1. Nhưng mà chơi cái thằng MA1 là đẳng cấp 3 lớp rồi. Nhưng mà 3 lớp thì con này là được dựng lại chứ không phải hàng chuẩn của thằng MA1 L2B nha anh em. Con này vải mềm mỏng nhẹ. Con dòng L2B thì nó cũng có hai loại. Một loại mỏng, loại dày. Nhưng mà loại dày của nó thì 3 lớp. Màu cam, lót cam ở đây nó bị dơ nha anh em. Lót cam. Con này giờ dài 65. Đấy, cái tem này không biết có lủng ở trong thì không biết. Nhưng mà có cái tem rin là của Mỹ này. Nhưng mà không biết có lủng ở trong không biết. À, bo thì ok à. Còn ở trên vai của nó là dập một cái Anifog này. Cái này là dấu hiệu của máy bay chiến đấu anh em. Anh em thấy cái con Philot này là... Cái logo này là mấy cái chiếc máy bay chiến đấu mà bận những con áo Philot á. Hay là còn là áo Philot hàng xưa mà áo liền quần năm năm bao nhiêu ta? Năm bao nhiêu quên mất rồi. Con áo này thì ống tay nó bị lắc màu này. Anh em nhìn thấy ở trong có màu xanh xanh đây mà. Nó bị lắc màu này. Bo ok à. Kể cả thân áo này bị lắc luôn. Anh em nhìn thấy màu hơi xanh xanh là lạ trên áo này. Nó chuyển qua màu xanh khác. Cái chất vải ngoài này, chất vải Philot nó gần giống giống chất vải kaki. Nhưng mà nó không phải là kaki mà nó chất vải của dù. Con này 700 ngàn mã 61. Nếu như là một con L2B chuẩn. Con áo này em báo cáo anh em bán không ít dưới 3 triệu. Nếu mà hàng chuẩn của thằng L2B. Thứ nhất là có cầu vai, thứ hai là có đáp phần trước này này. L2B của em, cho dù có rách bo tay, nó rách cái bo này này, lủng bo tay, lủng bo áo, em vẫn bán ít nhất được 3 triệu. Nếu như con L2B, ít nhất nha. Cho nên con này nó dừng lại thì với cái giá em bán, giá là giá như kiểu thời trang thôi. Thì anh em phải biết là nó như thế nào rồi đấy. Rồi ai chốt con này chốt cho em 700 ngàn. Em cảm ơn tất cả anh chị em. Em sẽ làm một video khác cho anh chị em ha. Chúc anh chị em thành công. 700 ngàn mã 61. Rồi em xin phép chào.